Mộc Hương Shop xin chào các bác và anh em nhé. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái clip hướng dẫn, rất là nhiều anh em muốn làm cái clip hướng dẫn xỏ vòng này. Thì đây các bác, nếu mà bác nào đã mua vòng bên tôi ấy, thì tôi sẽ tặng kèm cho một sợi dây rất là dài. Dây này là dây ni lông, dây cao su nhé các bác nhé. Các bác kéo rất là khó đứt. Dây này rất là chắc chắn. Nó không như cái dây ni lông mà nó hay thấm nước, nó vào nước nó thấm nước, nhưng mà dây cao su này vào nước thoải mái luôn, không thấm nước, không bị mủn được. Thì cái tôi gửi cho các bác một đoạn dây dự phòng rất là dài. Các bác có thể chập đôi lại này. Đây là như tôi này, tôi chập đôi lại xong các bác xỏ vào cái kim. Các bác lấy cái kim chỉ, kim khâu bao ấy. Kim chỉ ấy. Kim chỉ gia đình ấy, nhà nào chả có đúng không? Thì cái kim đấy các bác luồn vào. Các bác luồn cái hai cái đầu này vào cái kim. Nếu mà bác nào khó luồn quá thì luồn một cái một, còn tôi làm quen rồi tôi luồn được hai cái qua này. Hai cái qua hai đầu này xong các bác kéo ra giữa là chúng ta đã thành bốn sợi, chập bốn lại đúng không? Chúng ta chập bốn lại thì nó sẽ rất là chắc chắn, khi mà xỏ hạt vào nó rất là chắc chắn. Đây này, nó đã được bốn sợi này, đây này, đấy 1 2 3 4. Bốn sợi dây rất là đẹp. Và chúng ta bắt đầu xỏ hạt. Đây là những hạt VIP này, nu VIP này. Tôi sẽ cho các bác xem những cái hạt nu VIP mà tôi chuẩn bị xỏ cho khách. Đây, rất là đẹp đúng không các bác? Nó không phải là nó là hàng gốc cây, nó không phải là hàng thân, hàng cành giống như ở trên quảng cáo, trên mạng họ quảng cáo họ bán rất là rẻ, nhưng mà đây là hàng gốc cây, hàng ở gốc. Nó là hàng lu, nó vừa có lu mà lại vừa thấu quang, rất là đẹp. Hàng này là hàng lu, một đeo một thời gian nó xuống màu lâu đậm, rất là đẹp. Đó, màu lâu hơi đỏ đậm, rất là đẹp nhá các bác nhá. Đây tôi sẽ tí tôi sẽ xỏ xong, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn. Đây các bác cứ thế là xỏ thôi, xỏ qua rất là dễ, rất là đơn giản. Những cái hàng VIP này soi đỏ rực luôn. Tí tôi sẽ test thấu quang, xỏ xong tôi sẽ test thấu quang cho bác xem. Thì cái vòng nu huyết long này này, nó quý giá nhất là ở cái tinh dầu. Số 1 là tinh dầu của nó, càng nhiều tinh dầu soi nó càng đỏ. Nhưng mà tinh dầu là vậy, tinh dầu lu ở gốc cây nhá. Thì nó mới đẹp, nó mới già, nó mới thơm. Tinh dầu của nó độ chín già và nó thơm. Đeo vào một thời gian nó tỏa ra mùi thơm rất là dễ chịu. Còn cái thằng lu này thì gỗ này nó ở trong mọc trong rừng núi nên cái giá trị độ phong thủy của nó rất là cao. Cái này thì các bác có thể mua về sử dụng như một cái vòng vật phẩm thời trang cũng như là vật phẩm phong thủy rất hết sức là đẹp. Bây giờ người ta đeo vàng, đeo bạc nhiều rồi. Nhưng mà mình thích chơi đặc biệt thì mình chơi đeo gỗ. Vì vàng bạc bây giờ mình có thể ra tiệm vàng mình mua rất là dễ dàng. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 thừa một hạt rồi. Còn cái vòng gỗ này thì mình đeo thì nó là hàng đặc biệt, nó là hàng không đụng hàng mà. Cho nên là cái vòng rất là đẹp. Đây vòng 12 đi có 17 hạt. Hàng VIP, nu VIP. Đây các bác buộc này, các bác cứ buộc thắt nút 2-3 lần vào. Các bác kéo căng ra xong các bác buộc thắt nút 2-3 lần vào thì nó rất là chắc, không bao giờ bị tuột được ra. Đó. Sau đó các bác lấy dao, dao kéo các bác có đấy thì các bác cắt, cắt sát một chút, nhưng mà nhớ để là một có một tí nó bỏ ra nhé, đừng cắt sát quá. Sau đó kéo, kéo mạnh nó vào cái nỗ đây này, nó vào cái nỗ, kéo cái mối nó vào cái nỗ, mình giấu mối đi. Đây nó đã vào rồi, mình giấu cái mối đi thì đó, các bạn đã được một cái vòng rất là đẹp đúng không? Hướng dẫn xỏ vòng rất là dễ. Các bác nào mà mua phải cái dây mà dây ni lông ấy, dây nó một sợi to đấy, một sợi to của nó thì xỏ vào kim không xỏ đâu, thì các bác phải lấy một cái gọi là cái dây, đoạn dây thép hoặc dây đồng ở trong trong dây điện ấy, các bác chập lại xong các bác kẹp kẹp lại, kẹp cái dây lại xong rồi mới xỏ được qua cái nỗ như này. Chứ mà xỏ tay qua cái nỗ như này nó rất là vất vả các bác. Còn các bác hàng mua hàng bên tôi thì cứ thế hướng dẫn, theo hướng dẫn của tôi mà làm thôi thì nó rất là đơn giản. Đó, đây bây giờ tôi sẽ test hàng cho các bác xem nhé. Đây này, nó đổ áo luôn.
Ở đây nó rất là sáng mà nó lại còn soi đỏ như này thì rất nó rất là vip đúng không? Tôi sẽ vào chỗ tối hơn, tôi test tí nữa. Đây, vào chỗ tối. Đây các bác ơi, cái vòng mà vừa chúng ta xỏ được đấy. Đây, hàng vip này vào chỗ tối nó rất là đỏ này. Soi nó rất là đỏ, nó đỏ au luôn. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Nó rất là đỏ, nó rất là đẹp. Các bác xoay đi này. Đó, xoay hạt đi. Đó, đỏ nó gần như là tuyệt đối luôn. Vì chính vì thế là nó rất là nhiều dầu bên trong và nó nặng, nó chìm nước. Tí tôi sẽ test nước nữa nhá. Tí tôi tắt đi, tôi lấy nước tôi test cho các bác xem là nó chìm nước và nó cân nặng bao nhiêu gam nhá. Cái vòng 12 ni này. Đấy, rất là đẹp. Bác nào mà mua phải cái hàng thân đấy, hàng thân mà hàng cành non đấy, thả vào nước nó không chìm đâu, nó nổi. Và đeo một thời gian nó bọt ra, nó rất là xấu. Đấy là hàng gỗ thân, gỗ cành. Cách nhận biết thì tôi đã làm rất là nhiều clip rồi. Các bác có thể vào xem kênh của tôi để hiểu hơn về cái thằng Louis Long và những cái vòng gỗ khác. Như bên tôi là có sưa đỏ này, có trầm hương này, có hoàng đàn này. Đấy, có bách xanh này. Các loại gỗ có tinh dầu rất là thơm. Đó, các bác thấy nó đỏ au chưa? Rất là đẹp. Vòng 12 ni phù hợp cho người nam đeo từ người từ 50, 55 cân hoặc là nữ. Đó, rất là đẹp. Các bác thấy chất gỗ rất là già. Gỗ này thì là gỗ gốc cây nhá, gỗ gốc cây Nu Huyết Long nhá, chứ không phải là hàng thân hàng cánh. Tôi nhắc lại rất là nhiều lần rồi để anh em tránh phải mua những hàng nó gỗ non mà giá trị của nó, phong thủy của nó thấp. Rồi, bây giờ tôi sẽ test nước cho các bác xem. Đây các bác ơi, tôi đã chuẩn bị xong một bát nước, bát thủy tinh và có nước này, bên trong có nước này, đấy. Bây giờ tôi sẽ thả cái vòng này vào trong nước xem nó có chìm không nhá. Đây, tôi sẽ thả vào. Đó, nó chìm xuống đáy rồi. Đây, nó chìm dưới đáy này. Đây, tôi sẽ cho ngang ra các bác nhìn dễ nhìn. Đây, mực nước này. Đây, đáy của nó đây. Nó chìm nghỉm dưới đáy luôn. Vì tinh dầu nó rất là nặng. Nó bên trong cỗ nó có tinh dầu rất là nặng. Đây này, chìm này. Đây, nước này, nước ở bên trên này. Cái vòng này thì bên tôi đã phủ một lớp bảo vệ gỗ. Nó không việc gì cả, vào nước nó không việc gì cả nhá. Còn hàng mộc thì các bác nên tránh nước. Còn hàng PU phủ một lớp phun mờ, bóng mờ này thì nó rất là đẹp, nó bảo vệ gỗ và nó lên vân màu cũng rất là đẹp nữa. Cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất gỗ, chất lượng gỗ. Chúng tôi bảo hành 2 năm. Một đổi vột trong vòng 7 đến 10 ngày. Các bác nếu mà các bác không ưng ý cái size hoặc là mẫu như nào, các bác đổi sang trong vòng 10 ngày được nhá, thoải mái, đổi thoải mái. Còn bên tôi là free ship, bao hàng, test hàng, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán, free ship tận nơi cho các bác. Đấy, các bác yên tâm khi mà đặt hàng bên tôi, hàng chuẩn, hàng đúng như yêu cầu mô tả thì các bác mới thanh toán nhá. Các bác yên tâm đi, bên tôi làm ăn lâu dài, bên tôi không làm ăn như kiểu các cái shop mà lẻ rồi bán những cái hàng nó không được chất lượng đâu. Bên tôi chỉ chuyên hàng những hàng chất lượng thôi, hàng đẹp thôi. Chứ còn hàng không chất lượng tôi không đi theo cái hướng như thế. Tôi chỉ làm những cái hàng chất lượng cho anh em dùng để anh em nhớ. Chứ còn mà làm những cái hàng bán một lần thì tôi không làm. Vì những cái hàng đấy tôi không thích lắm. Tôi là phải thích những cái hàng nào mà tôi thích thì tôi mới bán được. Chứ còn mà hàng tôi không thích thì tôi không bán. Đấy là quan điểm của tôi. Và uy tín, chủ yếu là uy tín. Mình làm ăn lâu dài mà, chứ mình không kiểu làm ăn ngày 1, ngày 2 được. Rồi ok, xin chào anh em nhé. Nhớ đăng ký kênh của tôi cũng như là like video, chia sẻ video cho mọi người, cho anh em bạn bè xem để có thể là ủng hộ Mộc Hướng Súp. Rồi, xin chào các bác.